Trong kỹ thuật nối mi này thì chúng ta sẽ chú ý rất là nhiều vấn đề khi mà chúng ta xử lý các khuôn mắt của khách. Ví dụ như là việc dán băng dính các bạn cũng phải làm hết sức nhẹ nhàng, hoặc là các cái động tác khi chúng ta đặt tay trên cái mí trên của khách ấy. Nếu mà với những khách hàng vừa mới làm dịch vụ như thế này xong ấy, mới được cắt mí với cả đi cắt chỉ về, thì các bạn không nên sử dụng cái miếng băng dính lụa để dán kéo mí mắt bên trên của khách, nó sẽ gây khó chịu. Cộng với cái thứ hai là họ vừa mới cắt mí xong chẳng hạn, thì cái sự thay đổi trên khuôn mắt của họ là nó đi hết lượng da thừa, mỡ thừa rồi, thế nên cái mí của họ thậm chí nó còn hơi bị trọn lên, nên là chúng ta cũng không cần phải kéo nữa, mà cái mí thật của khách nó cũng xòe ra rồi, rất là dễ làm. Thì cái tay mỗi lần chúng ta làm, chúng ta sẽ chạm nhẹ trên khuôn mi của khách để kéo nó, lấy một cái tác động nhẹ thôi, còn lại là chúng ta cũng có thể nhìn thấy tất cả các cái sợi mi thật của khách nó đang đưa ra xòe lên, dễ làm hơn rất là nhiều so với ngày xưa. Thì trên một cái bộ mi thật này, chúng ta sẽ có một cái cách đặt làm sao để cho ở cái hàng mi trên cùng, cái ngọn mi nó sẽ có độ cong để nó cao, nó che hết những cái mí mà vừa mới làm của khách. Còn cái phần bên dưới chúng ta sẽ đặt ở hàng dưới mi thật để nó tạo được cái độ bền tối đa với những cái khuôn mắt nó đang có những cái sợi mi nó đang bị đưa lên, cộng với cả cái phần mí ở bên trong của khách nó đang bị trọn. Thì với cách đặt này các bạn sẽ không lo bị cộm, bị vướng hoặc khách nhắm mắt bị khó chịu giống như khuôn mi chúng thông thường chúng ta hay làm, mà chúng ta sẽ làm cho mắt của khách có cái độ huyền, độ sâu xuống, không bị trọn cái khuôn mí lên nữa. Mỗi một bạn khi mà làm, chúng ta sẽ phải chú ý rất 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 nhiều vấn đề cho một người khách hàng, kể cả đây là một người khách hàng quen, bởi vì sau khi họ đã có những cái sự thay đổi trên khuôn mặt của họ thì cách làm cũ của chúng ta, cho dù nó là bao nhiêu tháng hay bao nhiêu năm qua, nó sẽ không phù hợp với người khách người ta nữa. Bắt buộc chúng ta sẽ phải tìm hiểu và làm thay đổi cái khuôn mi trên cái khuôn mắt của người khách đấy, bởi vì nếu mà sự thay đổi đấy nó tạo nên cái sự khác biệt và hợp lý so với khuôn mắt mới hiện tại, cộng với cả sự thay đổi trên khuôn mặt tính cách của khách hàng, thì chúng ta sẽ tiếp tục nhận được cái sự ưu ái của khách hàng để chúng ta giữ được tiếp người khách đấy. Nhưng nếu chúng ta cứ dập khuôn mà làm đúng như kiểu như ngày xưa, nó sẽ không còn phù hợp với cái khuôn mắt mới của khách hàng và không thấy có cái sự mới mẻ khi mà người ta đã có một cái sự chuyển đổi trên khuôn mặt, thì chúng ta sẽ rất khó để có thể giữ được khách. Thì với cách làm này chúng ta nên sử dụng các cái dòng mi, ví dụ như là mi thiết kế này, nếu chúng ta làm cách làm phân tầng hoặc là làm chập sợi xong rồi tạo cái đa tầng, thì cái khuôn mắt của khách hàng nó sẽ rất là to đẹp, cộng với cả nó che đi hết toàn bộ những cái phần xấu. Trong vòng khoảng 2-3 tháng sắp tới mắt của khách hàng mới huyền được, xong rồi tầng cái mí bên dưới nó không bị trọn, thì đi đâu khách hàng khi mà làm xong nối mi họ sẽ rất là tự tin để đi ra đường, họ sẽ thấy cảm giác như cái mi nó là một cái thứ gì đấy rất là đặc biệt trên khuôn mặt và cần phải có đó. Thì ở đây mọi người có thể nhìn thấy bên Lan khi mà bạn Huế làm thì bạn sẽ đặt tất cả các sợi mi rất là thẳng đều nhau. Sau đó khi mà các cái mi ở phần đầu phần đuôi ấy, nó sẽ có cái độ bo tròn. Không cần cái đuôi của chúng ta làm ngắn đâu, nhưng nó sẽ có cái độ bo tròn để cả một cái form mi nó sẽ tạo được một cái độ to hợp lý. Cộng với cả các cái sợi mi nó thẳng, nó đều nhau, làm cho cái khuôn mắt nó rất là xinh. Thì khi mà mở ra nó sẽ che được cái phần mí mà chúng ta vừa mới cắt chỉ. Đấy. Cái sản phẩm với một cái sản phẩm như thế này, chúng ta sẽ chú ý các cái vấn đề về cái mi thật của khách, bởi vì sau khi cắt mí xong thì có những cái sợi mi thật nó bị kéo ra thừa bỏ đi, thế nên nó rất là cao, nó đưa ngược lên trên mi của khách hàng. Thì những cái sợi đấy các bạn có thể sử dụng xuống ngắn hơn để nối, hoặc các bạn không nối đến. Bởi vì khi các bạn không nối đến cái sợi mi đấy thì cái việc mà cái khuôn mi nó có cái độ đều độ mướt cũng khá là cao. Nó nằm trong 20% các cái số lượng sợi mi thật nên bỏ qua khi mà chúng ta làm. Còn lại với tất cả các sợi mi thật thì chúng ta cứ chú ý chia làm 3 hàng mi, hàng ở dưới nó có cái độ thoải mái, các bạn không phải suy nghĩ về cách cắm. Còn hàng trên cùng thì chúng ta đặt trên, hàng dưới cùng chúng ta đặt dưới. Với cái độ phân tầng xa như vậy thì tất cả những cái sợi mi của khách sau khi làm xong họ sẽ không bị sấp, không bị làm cho cái khuôn mắt, mí mắt của khách nó bị cái khuôn khuôn mí nó không bị kiểu nhỏ lại, mà nó sẽ tạo cái độ xòe đều để nó che hết toàn bộ cái nhược điểm cả bên trên và bên dưới của khách hàng.
phần đầu mi hay phần cuối mi, hoặc là cái bộ mi khi mà chúng ta muốn làm thiết kế tạo chập sợi, tháp chữ A hay kim ca, hoặc là những cái phần mi ombre hay mi thái, mi thiết kế thì các bạn có thể làm thoải mái trên cái khuôn mặt của khách hàng. Còn đây là một cái bộ mi thông thường khi chúng ta sử dụng, là một cái bộ mi thiết kế cơ bản để cho khách hàng người ta thấy là nó chỉ cần vừa phải, nó không bị lộ quá so với khuôn mi của người ta đang có thôi, chứ người ta không có nhu cầu gì cao hơn. Thì chúng ta đang nhìn thấy một cái bộ mi nối rất là bình thường, không có cái gì là đặc sắc cả, nhưng sau khi nối xong thì khuôn mắt của khách hàng sẽ mất đi cái việc là nó đang bị trợn, hoặc là cái mí mắt của khách nó sẽ không bị to, không bị tạo cái độ thâm khi mà chúng ta không nối nữa, để chúng ta có cái khuôn mắt nó huyền, nó sâu hơn trong khoảng 2-3 tháng sắp tới. Xong đấy, khi mà cái mắt của khách nó bình thường trở lại thì các bạn có thể sử dụng tất cả các phương pháp làm thông thường mà không hề lo có bị vấn đề gì xảy ra nữa. Chúng ta chuẩn bị hoàn thiện xong sản phẩm, đang xử lý nốt những vấn đề ở những cái chỗ hỏng, những chỗ thiếu. Mọi người chuẩn bị nhìn một tác phẩm sau khi hoàn thiện để chúng ta sau này sẽ so sánh cái sản phẩm đầu tiên và cái sản phẩm đầu tiên khi mà chúng ta chưa làm mi của khách, và cái sản phẩm sau khi hoàn thiện, để chúng ta biết làm cách nào để sau này chúng ta gặp những khách hàng như thế này, hoặc làm mắt, làm mũi, hoặc các cái phần trên khuôn mặt chúng ta có sự thay đổi để có cái sự hợp lý với người ta. Đó, mọi người nhìn thấy đúng không ạ? Mọi người có thể tham khảo và chúng ta thử sử dụng với những khách hàng của chúng ta nhé.